Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày mùng 2 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng bung lời đe dọa, bao nhiêu người đã xanh mặt. Có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng là con người triệt hạ nhiều đối thủ chính trị nhất từ trước đến nay. Từ khi ông Trọng loại được ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chính trường đến nay thì ông đã biến không biết bao nhiêu người trở thành củi, đặc biệt là người thân cận với ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Rất nhiều người đã bị cách chức, bị bỏ tù, vân vân. Để làm được việc như thế thì ông Nguyễn Phú Trọng phải thâu tóm được quyền lực, và có lúc ông Trọng đã thâu tóm cả chức chủ tịch nước và chức tổng bí thư trong tay. Dù cho ông Phạm Minh Chính là thế lực mới đang lớn mạnh, nhưng thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là lớn mạnh nhất ở chính trường Việt Nam. Đây là hình ảnh hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Ông Nguyễn Phú Trọng ngày một già, sức ngày một yếu, mà nếu không thâu tóm được quyền lực, không dùng quyền lực như là công cụ triệt hạ thành phần cản đường, thì ông khó mà trụ vững ở chiếc ghế của ông được. Trong thế giới chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu không hạ được người khác thì sẽ bị người khác hạ, nên khi còn ngồi ở ghế quyền lực, ông Trọng luôn phải tạo ra sự an toàn cho mình bằng chiến dịch đốt lò. Với ông Nguyễn Phú Trọng, công việc chính của ông là đốn củi chứ không phải là ra những nghị quyết đem lại sự phát triển cho đất nước. Và cách phòng thủ tốt nhất là tấn công trước. Đấy là phương pháp mà Nguyễn Phú Trọng đã và đang áp dụng trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi khi ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trên báo thì y như rằng vấn đề đốt lò lại được nhắc đến bằng cách này hay cách khác. Với các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì thật là khó ai có thể tìm ra trong sạch, nên công cụ chống tham nhũng triệt hạ phe cánh trong Đảng là hiệu quả nhất. Trong hai loại tham nhũng là tham nhũng tiền bạc và tham nhũng quyền lực thì kẻ tham nhũng quyền lực nguy hiểm hơn rất nhiều. Chính ông Nguyễn Phú Trọng là người đã tham nhũng quyền lực lớn nhất hiện nay, và chính ông đã phá vỡ điều lệ của Đảng để tạo ra trường hợp đặc biệt riêng cho mình để cầm quyền. Đấy là sự tham nhũng quyền lực lớn nhất từ trước tới nay rồi. Một ngày còn ngồi trên chiếc ghế quyền lực thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn hăng say đấu đá, và giờ đây ông lại lên tiếng đe dọa. Vào ngày 30 tháng 10, trên tờ báo Tiền Phong có bài viết miễn nhiệm thay thế cán bộ uy tín thấp không chờ hết nhiệm kỳ. Đây thực sự là một thông điệp mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn gửi đến những ai mà ông đang nhắm đến trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Với thành tích đưa Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung, Tất Thành Cang vào lò, thì rất nhiều người phải sợ xanh mặt vì câu nói này. Như đã nói, một ngày ông Nguyễn Phú Trọng còn ngồi ở cái quyền lực thì ông vẫn còn đốt lò. Rất nhiều người đã được lên danh sách, nhưng những người chưa lên danh sách vẫn phải run. Ngay cả ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng từng bị nhắc nhở thì ai mà không run cho được. Được biết, ông Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành kết luận hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 để đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời miễn nhiệm cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Đây quả là một lời cảnh báo rất nặng ký. Từ nhiều năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho mọi người thấy rằng ông nói và làm thật chứ không nói chơi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Theo kết luận của Ban chấp hành Trung ương, thì trong 5 năm qua, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng đã tạo nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực. Tích cực ở đây là theo ý kiến chủ quan của ông Nguyễn Phú Trọng. Vẫn còn rất nhiều tên tuổi lớn tham nhũng khủng, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa dám động đến, làm người dân hết hy vọng đến lần này đến lần thất vọng lần khác. Ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn an toàn, Lê Thanh Hải vẫn an toàn, thậm chí quyền lực không lớn lắm như Lê Hoàng Quân thì cho đến giờ ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa làm gì được. Không phải với ai ông Nguyễn Phú Trọng cũng triệt hạ được, mà thực tế ông chỉ triệt hạ những ai mà ông có thể làm mà thôi. Trong bản kết luận ấy, dù có dùng những từ hoa mỹ để khoe khoang thành tích, nhưng vẫn thừa nhận một thực tế là trong quá trình thực hiện vẫn còn bị hạn chế, khuyết điểm khi một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm ý chí, xa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. Và những mục tiêu hoang đường như trong sạch là mục tiêu hoang đường đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng không thể không hiểu ra điều đó. Với lương quan chức trung bình từ 500 đến 800 đô la mỗi tháng, thì làm sao quan chức có thể sắm nhà, sắm xe cho con du học được? Vậy nên vấn đề tham nhũng nó thuộc về bản chất của chế độ, nên không thể nào làm trong sạch Đảng được.
Vậy nên cái gọi là trong sạch chính là thanh lọc thành phần đảng sao cho đồng nhất một phe. Thực tế là nếu trong sạch thì quan chức đã bị loại từ cấp cơ sở chứ khó mà leo cao lên được. Theo ta thì sống, không theo ta thì chết, cho nên quan chức biết nịnh nọt, biết chọn phe mạnh, đầu quân thì sẽ có cơ hội leo cao, chứ những cán bộ thật sự chuyên nghiệp, làm tốt nhiệm vụ được giao mà có thể được dễ dàng cơ cấu, chuyện đó không thể có. Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, cuối cùng mới là trí tuệ, là thứ tư, ưu tiên trong chính sách cơ cấu cán bộ trong đảng bao lâu nay cho đến nay cũng như vậy. Luật chơi này vẫn không hề thay đổi. Đây là hình ảnh bài viết đăng trên báo Tiền Phong. Ban chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai lầm mà không chờ kết luận nhiệm kỳ, hết thời kỳ bổ nhiệm. Đối với công tác quản lý và quy hoạch luân chuyển cán bộ phải phù hợp với chức danh quy hoạch, phải đảm bảo cân đối hài hòa giữa luân chuyển cán bộ với phát triển nguồn cán bộ tại chỗ, luân chuyển ngang và dọc. Nói thì nghe hay lắm, nhưng thực chất thì ông Nguyễn Thanh Long từng là Thứ trưởng Bộ Y tế điều động làm Phó ban Tuyên giáo, và ông Phùng Xuân Nhạ từng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục lại được thuyên chuyển làm Phó ban Tuyên giáo. Thì điều đó cho thấy Đảng Cộng sản đã phân bổ nhân lực rất thiếu hợp lý. Chính sách luân chuyển cán bộ của Đảng Cộng sản là chính sách bổ nhiệm lung tung và làm cho người ta không có chuyên môn quản lý những ngành nghề quan trọng. Và đó là lý do tại sao tạo ra sự ì ạch trong bộ máy của nhà nước. Và tăng cường kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ liệu có hiệu quả hay không? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Nói về vấn đề thu nhập của đảng viên Đảng Cộng sản là câu chuyện dài rất nhiều tập. Người ta sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đồng để chạy trọt những chân làm cho bộ máy cơ sở như cảnh sát giao thông hay cán bộ ngành thuế thì đủ hiểu sự hấp dẫn trong vấn đề tham nhũng của chính quyền này nó cuốn hút những kẻ tham lam như thế nào. Ai có lý lịch khủng thì được leo cao, ai có quan hệ tốt thì được cất nhắc, mà tạo được mối quan hệ tốt thì không gì mạnh bằng tiền. Vì thế bài toán leo cao cho các quan chức đều phải là tiền, mà để có tiền thì phải tham nhũng nhiều. Đó là cái vòng luẩn quẩn mà mỗi cán bộ của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam đều bị hút vào, khó mà bứt ra được. Và đã tham nhũng thành quốc nạn thì nó tàn phá mọi chính sách. Chính vì thế, công tác kiểm tra, giám sát của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác rất khó thực hiện. Cũng chính vì thế mới dễ xảy ra nạn tham nhũng, tiêu cực và có thể khiếu kiện kéo dài. Bên cạnh đó, quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân. Đây là hình ảnh tham nhũng là thành phần không thể thiếu trong chính quyền của Đảng Cộng sản. Ban chấp hành Trung ương cũng yêu cầu Ủy ban kiểm tra các bằng cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát và cương quyết xử lý, kỷ luật nghiêm minh đối với cán bộ đảng viên suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa ngay tại cơ sở, chi bộ, không để kéo dài hoặc đùn đẩy lên cấp trên. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu gương và khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Trong khi tham nhũng là nguồn sống và một khi cán bộ tham nhũng thì họ rất kín. Vì thế việc kiểm tra tài sản cán bộ là việc làm không tưởng, bất khả thi. Kiểm tra chẳng qua là công cụ thanh trừng và ông Trọng làm việc này chắc chắn là có hàng loạt kẻ phải xanh mặt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng bung lời đe dọa, bao nhiêu người đã xanh mặt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.